Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Bebinka dự báo sẽ tiến gần khu vực đảo Amami phía tây nam Nhật Bản trong tối 14 tháng 9, có thể gây gió mạnh, lở đất, lũ lụt và sóng cao. Tỉnh Okinawa ở phía nam dự báo sẽ có gió lớn và biển động. Đây là cơn bão thứ 13 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản. Tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, bão Bebinka còn cách đảo Minamidaito khoảng 90 km về phía đông và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30 km một giờ, sức gió lên đến 126 km một giờ ở tâm bão. Sức gió dự kiến đạt 162 km một giờ ở Amami và 126 km một giờ ở Okinawa vào ngày 14 tháng 9, cùng với sóng cao 8 m ở Amami, 7 m ở Nam Kyushu và 6 m ở Okinawa. Lượng mưa trong 24 giờ tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 9 dự kiến đạt 150 mm ở các khu vực phía nam Kyushu và Amami, 100 mm ở Okinawa. Trước đó, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines cho hay, bão Bebinca đã đi vào khu vực dự báo PR lúc 18 giờ ngày 13 tháng 9. Đây là cơn bão số 6 của Philippines trong năm 2024 và được đặt tên địa phương là bão Pedy. Theo dự báo bão của Pagasa, bão Bebinca chỉ ở lại PR trong vài giờ. Tối 13 tháng 9, bão đã di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ tương đối nhanh là 35 km h Sức gió tối đa gần tâm bão mạnh 85 km h giật 105 km h Trước khi vào PR, Bebinca đạt trạng thái bão nhiệt đới mạnh nhưng suy yếu thành bão nhiệt đới vào sáng 13 tháng 9. Bebinca chỉ tiến gần ranh giới PR ở phía Đông Bắc nên cảnh báo mưa to và gió bão nhiệt đới không được ban bố. Theo cập nhật mới nhất của trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ, Bebinca hiện là bão nhiệt đới ở biển Philippines với tốc độ gió duy trì 94 km/h. Ngày 13 tháng 9, bão Bebinca đã suy yếu thành bão nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PR và khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, tuy nhiên vẫn làm tăng cường gió mùa tây nam gây mưa tại một số nơi trên cả nước. Báo Rappler dẫn thông báo ngày 13 tháng 9 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, cho biết bão Bebinca rời PR vào khoảng từ đêm 13 tháng 9 đến sáng sớm 14 tháng 9. Trong suốt thời gian dự báo, bão vẫn sẽ ở xa đất liền Philippines. Pagasa tiếp tục cảnh báo nhiều khu vực tại Philippines có thể xuất hiện lũ quét hoặc lở đất do mưa lớn gây ra. Theo bản đồ dự báo bão, đến trưa 13 tháng 9 theo giờ địa phương, Sức gió duy trì tối đa đã giảm từ 95 km một giờ vào ngày 12 tháng 9 xuống 85 km một giờ. Gió giật giảm từ 115 km một giờ xuống 105 km một giờ. Gió bão Bebinca vẫn cách xa đất liền nên mục tiêu hiện tại của Pagasa là tập trung nhiều hơn vào các tác động của gió mùa Tây Nam do ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết có khả năng cơn bão sẽ tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, Pagasa không loại trừ khả năng cơn bão có thể mạnh trở lại vào ngày 14 tháng 9 và thậm chí có khả năng trở thành bão cuồng phong khi tiến vào vùng biển Hoa Đông. Trong khi đó, theo tin bão của Bloomberg, bão Bebinka dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm 16 tháng 9. Đe dọa gây mưa lớn có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu, các kho cảng LNG và làm tê liệt giao thông ở Trung Quốc. Bloomberg lưu ý, thời tiết khắc nghiệt có khả năng làm gián đoạn việc đi lại, ảnh hưởng tới tiêu thụ ở Trung Quốc. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão Bebinca sẽ có tốc độ gió lên tới 162 km một giờ. Bão Bebinca hiện được dự báo đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở cường độ bão cấp 2 theo thang báo Saphir Simpson 5 cấp. Cơ quan thời tiết Trung Quốc dự báo cường độ của bão Bebinca sẽ suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước trên các sông, hồ trên địa bàn huyện trường mỹ hà nội trong đó có xã trần phú tăng nhanh gây ngập lũ đối với một số địa bàn trong huyện trước tình hình đó công an xã trần phú và các lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuyên đêm triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân huy động hàng nghìn mét khối đất cát để đắp đề ngăn lũ ở khu vực đầm buộm thuộc xã trần phú huyện trường mỹ không quản ngại đêm tối mưa dầm thực hiện tuần tra kiểm soát tại các vị trí sung yếu trên địa bàn vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9 khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thượng úy Vũ Tuấn Lực, cán bộ công an xã Trần Phú, huyện Trường Mỹ, Hà Nội đã phát hiện đoạn đê được gia cố bằng bao tải đất và cát có dấu hiệu sắp vỡ. Trong đêm tối và giữa dòng nước chảy xiết, thượng úy Vũ Tuấn Lực không ngại hiểm nguy lấy thân mình đè lên các bao cát tại vị trí sung yếu để ngăn đoạn đê khỏi vỡ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân và đồng đội xung quanh. Thượng úy Vũ Tuấn Lực chia sẻ. Thời điểm ấy, khi đang tuần tra thì tôi phát hiện một đoạn đê gia cố bị cong có nguy cơ vỡ. Khi ấy, không một chút chần chừ, tôi đã lao vào dùng tay, vai và đùi ghi chặt vào các bao cát, ngăn nước không ùa vào. Cùng với đó, tôi hô hoán để đồng đội và nhân dân đang ở gần đó kịp thời hỗ trợ, dùng các bao cát đè vào khu vực sắp vỡ. Sau khoảng gần 30 phút nỗ lực của nhiều lực lượng, đoạn đê gia cố đã được bảo vệ an toàn. Thượng ủy lực cho biết, khi sự việc xảy ra, Dòng nước sông Bùi đã lên rất cao, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết nên không chần chừ dù chỉ một giây, anh đã lập tức lao vào ngăn đê ra cố vỡ. Hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô lấy thân mình giữ đê gia cố trong đêm được nhân dân địa phương ghi nhận biểu dương. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 10 tỉnh thành phố. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, cụ thể gồm Mộc Châu, Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La, Cao Phong, Đào Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát, Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai, Simacai, Văn Bàn, thành phố lào cai thị xã sapa thuộc tỉnh lào cai lục yên mù căng trải trạm tấu trấn yên văn chấn văn yên thuộc tỉnh yên bái bắc quang đồng văn quản bạ xín mần yên minh thuộc tỉnh hà giang hàm yên yên sơn thuộc tỉnh tuyên quang cẩm khê hạ hòa tân sơn thanh sơn thanh thủy yên lập thuộc tỉnh phú thọ đại từ định hóa thuộc tỉnh thái nguyên bá thước lang chánh mường lát như xuân quan hóa quan sơn thạch thành thường xuân thuộc tỉnh thanh hóa anh sơn con cuông kỳ sơn quỳ châu quỳ hợp thuộc tỉnh nghệ an